Chào anh em ơi, Chiro, mình là Phan Block. Hôm nay mình test chức năng mới của bạn mới cập nhật chức năng Hero Adventure anh hùng phiêu lưu. Thì trước khi vào bài mình giới thiệu về đồ của mình, hiện tại mình đang dùng một con trượng 40, con giáp né tránh 35, hai con nhẫn chim tăng tốc đánh mỗi con 5%, hai con là 10%. Trượng này cần dồn đam, vì vậy là cần phải tốc đánh nhanh để mà dồn đam giết bốt, vì cái tốc độ bay của nó rất chậm nên là cần phải tốc độ đánh nhanh để bù vào cái lượng đam thiếu hụt. Hai con rơi, một nhẫn đóng băng, một dây chuyền hồi sinh. Thì chức năng Hero Adventure này lần trước mình test là đi được level 109 bài, hôm nay chắc không đến đâu. Chức năng này bạn sẽ được chọn 3 anh hùng và chết thì sẽ thay thế nhau liên tục. Chọn HP, chọn cái gì đây, cái này bước này bước quan trọng đây, chọn cái nào cho nó phù hợp. P plus đi, cộng máu. Bạn có 5 lần có thể thay đổi lại lựa chọn cái khác. Không, tăng độ đòn công thì kẻ thù đã bị đánh bại được hết thôi, chấp nhận. Mấy bài đầu thì cố gắng pha mày đừng mất máu thôi. Mấy cái bài đầu thì bạn nhớ là chọn những skin làm sao mà để cho nó hiệu quả lết, chứ còn nếu mà bạn tăng tốc đánh ngay, đánh sức mạnh ngay từ đầu thì về sau bạn sẽ không có những cái skin ngon hơn đâu. Chịu khó đợi những cái skin ngon ngon này. Ví dụ như cái này, nếu mà người bình thường người ta sẽ chọn cái attack, tức là tăng tốc độ đánh, nhưng trong trường hợp này mình khuyên các bạn nên dùng con sen giảm né tránh đi, sau này bạn né tránh nó sẽ dễ hơn. Cứ bình tĩnh, bạn còn có cả 100 bài trước mắt cơ mà, không đi đâu mà vội cả. Dùng trượng này thì quan trọng nhất là cái mũi tên 3, mình đang chờ mũi tên 3, nó bao giờ nó có đây. Mình còn một con anh hùng Sari nữa, cấp 3, cấp 40, và một thằng anh hùng thường cấp mấy mình không biết, tí đã đổi mới biết. Chẳng có gì, chán ghê, và skin cùi thôi các bạn ạ. Skin cùi thế này và anh chán lắm. Mình cần cái mũi tên kéo. Tên chéo nó mới dồn đam trượng được. Trượng này lúc đầu nó sẽ rất yếu. Bột này thôi, đứng lên đánh nó chạy. Chúng mấy bài đầu này kệ thôi. Trượng này nó hơi tù thời gian đầu khi mà chưa có mũi tên chéo.
mình đang có cái giáp là né tránh, tăng né tránh và giật sét và quái vật đứng gần cũng lợi phết đấy. Cái bọn đứng sau tường là mình lấp sau tường là tự giật điện thôi. À nhỉ, mất máu rồi, nó câu qua tường. Chán thật, không có mũi tên ba là. Mình lấy sao để tí nữa dồn đam bạn ạ. Có skin nhiều khi đánh bốt nó bật sao lên là mình đứng mình tay bo vào nó luôn thôi, chấp nhận thôi. Những lúc sinh tử có cái vòng sao khá lợi thôi. Triệu tù quá này, chắc không được bài 100 đâu. Quánh với tốc độ mà quánh kiểu tù tù này khá người. Giờ thôi tiết kiệm máu. Cố gắng kiếm cái hút máu, hút máu chương 3 đẩy bật xù ra. Mình toàn chọn những skin lan thôi để sau này có vật nó đông, toàn skin lan nó đỡ khổ, không có skin lan đánh khổ lắm. Những bài này, những bài đi bài này phải chọn skin lan đam lan đỡ phải đánh nhiều, quái về sau nó trâu lắm. Skin lan bớt chẳng ngon cái gì, chán kinh người. Trời ơi, mũi tên của tôi đâu? Vàng map này là cho rất ít lắm. Bạn em đánh bao nhiêu, đánh có 1.900 vàng. Hôm nọ mình đánh 100 level mà nó cho được có 10.000 vàng. Bọn này nó giảm tỷ lệ rơi vàng ở map này. Farm vàng map này lòi mắt. Farm này đánh vui vậy thôi chứ farm đồ không ăn thua. Mà như còn 2 ngày nó mới cho chơi một lần. Từ bài 1 đến bài 50 cũng chỉ là phần khởi động thôi, nhẹ nhàng, nó không khó khăn lắm. Càng về sau quái đam nó đau mà máu nó nhiều, nó đánh lâu thiết lắm. Đấy, nó cưng này thì nhàn rồi. Thế là vẫn mất máu rồi. Máu 12.000 không ăn thua. Đây rồi, người đẹp đây rồi. Giảm đam vào người. Được. Hình như là có vẻ nó không cho mũi tên nữa rồi. Ôi, tôi có vẻ một sự chọn lựa sai lầm rồi. Đánh trượng mà không có mũi tên thì khổ lắm. Đánh trượng mà không có mũi tên kéo thì khổ lắm. Nó không cho bạn, nhất quyết nó không cho. Nhất quyết nó không cho mũi tên chéo. Ôi gì bọn gì này là không đùa nào. Khó gì đó. Hoa mắt. Gì nó bắn đi xong rồi lại về, khó nhìn lắm. Bài mới ở đây em định hướng lắm. Để xem nào.
Mày 36 mới được 1/3 quãng đường. Nghe chừng không thơm. Chết rồi. Chuyện này phải dồn đam cơ. Chuyện này không có thời gian dồn đam không thua. Không biết nó có cho mũi tên nữa nhỉ. Khả năng không. Trên ba nó mới có chú đi chú mà một mũi tên này khả năng đuổi này mình có mũi tên ba con này chết lâu rồi. Mình có mũi tên ba là con lợn này, con heo heo vàng này chết lâu rồi. Chắc khoảng 45 giây nó dồn đam. Sai lầm. Nhưng có nghĩa là mình rút ra được một điều là bài này nó cái tỷ lệ đi qua được hay không thì tỷ lệ đi bài nhiều nó hên xui thôi. Nó là hên xui. Mình xem để mình chơi test để các bạn hiểu cái gameplay của nó là như thế nào. Khi các bạn xem video xong thì bạn sẽ có những kết luận để chủ động cho lần tới các bạn chơi, để các bạn chủ động chọn mạnh trước. Mình hướng theo cái hướng đánh bền bỉ hơn là đánh mạnh trước. Nhưng mà không ngờ là nó lại không cho. Đầu thấy yếu rồi này, không dồn được đam, quái bắt đầu máu nhiều mà mình đam không dồn được, không có trượng ba, không có bắn chéo, không dồn được đam. Không dồn được đam thì không thua. Mình chỉ cần một cái triệu ba một cái mũi tên ba thôi là bọn này không đủ được. Tiếc là nó không quay ra cho toàn cho những cái gì đi. Yếu ấy, mình cảm giác đánh yếu ấy. Hai con bốt này thì cứ đứng ở dưới này thôi nhé. Đừng có lên nhé. Càng lên đạn trên kia nó dày đặc luôn. Hai con này thì cũng khó lắm. Đứng một chỗ thôi. Đạn đến thì né đi thôi. Các bạn thấy đam không? Đam không ăn thua đâu. Đây, đam không ăn thua đâu. Bắn như gãy ghẻ. Khả năng sắp chết. Mấy bài nữa là thua. Bắn đam như gãy ghẻ. Cái này mà triệu ba là nó chết rồi đấy. Ba mũi tên là nó chết lâu rồi. Thêm cái vòng chí mạng dưới chân nữa mà dồn đam thì đừng hỏi tí nữa. Nếu mà may mắn có trượng ba mũi tên thì các bạn sẽ xem cái thời điểm dồn đam của cái vòng dưới chân ấy. Thực sự là khủng khiếp. Rút máu bốt đừng hỏi luôn. Đánh này gái ghẻ quá, nó không cho luôn. Hên xui. 15 phút trôi qua, có một bạn đi đến bài 200
206, ngoài thời gian đi là 45 phút. Lần trước mình không ghi lại thời gian 109 của mình là bao nhiêu phút. Đàn bắt đầu cảm giác nó yếu, bắn đuối quái, không đẩy lùi quái nữa. Rất cần một cái mũi tên ba, cực kỳ cần. Cực kỳ cần một cái mũi tên ba. Có cái áo lợi chưa, mít hai lần liền, các bạn thấy không? Có cái áo rất lợi, tỷ lệ là sống cao, cộng với cả mình lấy cái skin né tránh nhá, đỡ được hai phát đòn kia, mất bạo đỡ được ba máu. Thẳng quá các bạn, yếu quá, cảm giác đánh yếu. Lém bom lửa nữa. Bắt đầu thấy thấm ở đây, mất nhiều máu rồi. Không có đẩy bật, không mũi tên ba. Bánh siêu tù luôn, sợ thật. Rồng rồng này né dưới chân thôi, né vào bóng nữa. Má đàn như gãi ghẻ, cần một bóng rồi. Hai bóng rồi, ba bóng rồi, ba bóng vào đầu rồi, chán quá. 20 phút đã trôi qua, tiền là kiếm được 4.500, ngu người. Cố gắng vậy, đi đến đâu đến vậy, phải tập trung rồi. Em này em xuống ở đây, bây giờ nó mới cho máu đấy. Đầu thấy khốn rồi đấy, đàn bắt đầu thấy thốn rồi đấy, thốn à. Hơi lag các bạn, map này đánh có vẻ là lag, không phải là do máy mình đâu, máy mình cao có mình tốt mà. Lạc là do cái mạng, nó đồng bộ, nó không đồng bộ kịp, nó đâu nó lạc. Ấy mà, nó vẫn còn ngáo người. Mình tưởng nó chặn, rồi. Chuyện này nó tự tìm mục tiêu rồi, nói chung là đánh nó cũng đỡ khổ. Trời ơi, tôi mà có cái tên ba ở đây thì bọn này clear nó tốt quá. Mũi tên ba à, khó liền,
Điên là không có lẩy bật rồi, đánh nhầm vào mấy con rồi thôi. Đấy, lạc, à, lạc 70 được ăn một thứ. Thôi xong rồi các bạn ạ. Hết mũi tên. Từ bây giờ trở đi nó chỉ cho phù thủy như này thôi. Nó cộng với những thuộc tính đã sẵn đã có của bạn thôi, nên nó chắc là không còn mũi tên nữa. Em không biết là bài này là bao nhiêu nhỉ. Để tôi xem này. Là 72 giỏi lắm là tôi chỉ qua được bài 82 thôi, với cả cái bộ combo này đến bài 82 là giỏi không hơn, vì về sau quái nó máu nhiều đánh nó không mất máu. Thế như là mình cũng đang còn tính là có thêm hai thằng anh hùng kia vào thay đấy, nhưng mà cũng thế thôi, thay nhưng mà nó không có đam ấy. Con đấy nó bài bao nhiêu? Này, thấy chưa? Toàn tốc đánh. Chết nhầm là nghe tôi phải lấy cốc máu, tôi thế nào tôi lại bấm tốc đánh. Rồi lỡ rồi lý nữa. Ái à? Vài một tí một này. Đàn lâu á, sâu á, mình đánh nó không thua. Này, khó. Không sao, cố gắng hết sức, không đến đâu thì đến. Ui mà, chủ yếu là các bạn này. Nhìn nhận xem là gameplay nó làm sao. Là con này hơi đuối rồi các bạn. Con này nó nhây lắm, máu nó lại trâu đấy. Mất máu đánh chẳng vào luôn. Chết, không qua được con bố này. Đám yếu lắm, kể cả hai anh hùng kia ra cũng thế rồi. Trời ơi, tỷ lệ xuất hiện của nó càng ngày nó càng nhanh, nó lên nó xuống càng ngày càng nhanh. Rồi, ok xong. Bây giờ mình sẽ lấy con 30. Con này để cuối cùng, cố gắng dùng con này đánh nốt. Mình con sao đi vậy? Cố gắng lên. Đây là con hero đầu tiên đấy. Ai vào chơi cũng sẽ được tặng con này. Con này là đam cơ sở. Tức là nó chỉ hiện tại của nó là cộng sức mạnh đánh. Các bạn để ý đam nói chung là yếu lắm. Đánh mãi là quá nó có chết đâu. Đứng nhìn mình đấy. Dìu.
chuối như cây chuối. Không còn thấy một cái gì nữa. Đánh này là nhanh rồi đấy, đam chí mạng nhảy liên tục các bạn không thấy à, không ăn thua, vấn đề là không ăn thua. Đàm là không thể 90 rồi. Nó còn 2.900. Con này sắp chết à? Bây giờ thì lấy máu thôi. Đàm ăn thua. Bây giờ đánh câu kéo thôi. Cầm này đa một quái một không ăn thua. Cầm này lé đòn câu kéo thôi. Cứ có máu này. Lần trước mình được level 109 là do bóc được mũi tên, mũi tên 3. Đợt này mũi tên 1 solo từ đầu đến giờ như này, giỏi lắm rồi. Ngáo người. Bản đam như gãi ghẻ luôn. Đam nhảy đỏ, đỏ liên tục nên máu nó quái nó nhiều. 8 rồi. Bảy nghìn tiền này kéo kiệt ghê. Nó còn bốt này là thua nha. Con này là à ok, con này còn ngáo người rồi. Hai mươi sáu máu. Lúc con Sari ra nữa, khả năng đây là điểm dừng. Sari level 40 nhá. Trời vừa ra mất đống máu. Ăn thua các bạn nhìn máu bốt kìa. Mình quẩy cái này. Không có nảy bật nữa. Chán luôn, chán tay luôn. Chả muốn đánh luôn. Đánh như ra rẻ. Ta đi có cây ra đấy, cây vụt ấy nhưng mà nó thua. Đấy, mấy cây của nó này vụt này. Ok quá. 30 phút trôi qua. Phần anh hùng phiêu lưu 7.400 vàng. Chết hai anh hùng rồi. Báo cáo. Giảm đam vào người.
giảm mũi tên, đam từ mũi tên, vật phóng và vật phóng. Sari này có mấy cái cây ra nó vụt đau phết. Bốn nghìn ba máu sắp đi rồi. Tình hình là sắp banh rồi. Mười sáu máu. Ok, 31 phút mình đã chết ở bài 93 phần anh hùng thám hiểm, thu được 60, một dây chuyền 7.000 vàng, không đáng để bỏ ra các bạn nhé, không đáng thời gian để bỏ ra. Đây, nếu muốn chơi thêm lần nữa thì mất 100 vàng các bạn. Còn cái phần này là phần tạo phòng. Tạo phòng này thì nếu như mà bạn nào có ai đó đã nâng cấp được bản mới rồi thì hai bạn có thể rủ nhau mà chơi và nhập cái mã code vào đây này. Đây, đây là đồ mình đánh đây. Hai con nhẫn tăng 5% tốc độ đánh, hai con là 10. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video test tiếp theo. Mình là Fanblock. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.